Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với TopKVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Vios, một cái dòng xe sedan cỡ B của bên Toyota mà trong video ngày hôm nay, những ngày cuối cùng của cái tháng 11 này, TopKVN sẽ cập nhật cho các bạn về những cái ưu đãi, những cái chương trình khuyến mại cũng như là cái mức giá lăn bánh mới nhất về cái dòng xe Toyota Vios này. Hiện tại thì Vios đang nằm phân khúc cỡ B cùng với cả những cái dòng xe đang cạnh tranh, ví dụ như là Hyundai Accent cũng đang rất là cạnh tranh. Ngoài ra chúng ta có Honda City, có chiếc xe Mitsubishi Actra hay là Kia Soluto. Đó đều là những cái dòng xe mà được rất nhiều khách hàng chúng ta lựa chọn, đặc biệt là những khách hàng mà chúng ta lần đầu mua xe. Với Vios thì có lẽ là rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta quan tâm vì đây là một cái dòng xe luôn luôn nằm trong top 10 những cái dòng xe bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam. Và trong cái chương trình của tháng 11 này thì các bạn có thể biết, nếu chúng ta thường xuyên theo dõi, các bạn biết là Vios hiện tại đang phân phối với 4 phiên bản, và cả 4 phiên bản hiện tại thì đang đều có sự hỗ trợ của bên phía TMV, tức là bên phía nhà máy Toyota, là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản của cái dòng xe Toyota Vios này, và sẽ giảm giá trực tiếp vào giá xe luôn cho khách hàng các bạn nhé. Và ngoài ra chúng ta có những cái chương trình về quà tặng, về phụ kiện nữa dành cho những cái dòng xe như thế này. Vậy thì hiện tại Toyota Vios chúng ta sẽ có những cái chương trình cụ thể nó sẽ là như thế nào trong cái dịp những ngày cuối cùng của cái tháng 11 này. Thì thật ra các bạn biết là Vios là một dòng xe lắp ráp trong nước, thì sắp tới có lẽ cũng sẽ hưởng những chính sách về giảm 50% lệ phí trước bạ. Vios cũng không ngoại lệ, tương tự như những cái dòng xe lắp ráp khác thôi. Video này mình sẽ cập nhật về 3 phiên bản số sàn và phiên bản ECVT số tự động, và bản G là bản cao cấp, bản được nhiều khách hàng lựa chọn nhất. Với bản E đầu tiên là Vios bản E, bản số sàn, với mức giá đang là 478 triệu. Thì ở đây mình có cập nhật thì hiện tại chúng ta đang được hỗ trợ trực tiếp giảm đâu đó lên tới 35 triệu đồng. Ngoài ra nữa chúng ta sẽ có những cái chương trình quà tặng về phụ kiện, ví dụ như là tặng thảm sàn này, tặng dán kính cách nhiệt này, tặng camera hành trình. Đó, dán kính cách nhiệt, trải sàn da và camera hành trình. Đó là những cái chương trình về quà tặng. Ngoài ra chúng ta được trừ tiền mặt nữa. Thì sau khi trừ đi tiền mặt như vậy thì mình có tính ở đây, nếu như các bạn chờ thuế, các bạn đi đăng ký giảm 50% lệ phí trước bạ, thì năm anh ở tỉnh sẽ là 470 triệu với số sàn này. Ở Hà Nội là 495 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh là 490 triệu đồng. Quý vị các bạn ạ, tỉnh là 470, Hà Nội là 495 và thành phố Hồ Chí Minh là 490. Còn phương án trả góp phiên bản số sàn này phục vụ những anh chị khách hàng mà chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, hoặc chúng ta có thích đi số sàn của Vios, thì ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu là 115 triệu, Hà Nội tối thiểu là 140 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu ở đây mình đang tính là 135 triệu các bạn ạ. Tỉnh là 115, Hà Nội là 140 và thành phố Hồ Chí Minh là 135 triệu đồng. Đó, cái chương trình này mình đang cập nhật ở đây là kéo dài hết tháng 11 các bạn nhé. Kéo dài hết tháng 11 này. Còn sang chương trình của tháng 12 thì chúng ta cùng phải chờ đợi xem là bên phía TMV có những cái chương trình hỗ trợ như nào, cụ thể như nào hay không. Mình nghĩ là hiện tại chưa có thông tin về chương trình của tháng 12, thì cũng có thể là do nguyên nhân là, ví dụ như là chúng ta có thể hình dung là do vấn đề về thuế trước bạ chẳng hạn. Đó, tiếp theo là sang cái phiên bản thứ hai, đó là Vios E phiên bản CVT, bản số tự động này, với số túi khí là 3 túi khí. Bản này hiện tại đang có mức giá là 531 triệu. Thì hiện tại chúng ta cũng đang được trừ trực tiếp là 35 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra có chương trình về quà tặng về phụ kiện, ví dụ như là tặng khách hàng là dán kính cách nhiệt này, trải sàn da này và camera hành trình. Đó, còn linh động tùy từng thời điểm chốt trong từ giờ đến cuối tháng nữa các bạn ạ. Thì với phiên bản này ở đây mình có cập nhật, thì nếu như mà sau khi áp dụng cái chương trình khuyến mại nêu ở trên, giá xe chỉ còn là 496 triệu. Thì ở đây mình kính lăn bánh ở tỉnh sau thuế sẽ là 526 triệu là lăn bánh ở tỉnh. Lăn bánh Hà Nội là 551 triệu và lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh là 546 triệu đồng các bạn ạ. Tỉnh là 526, Hà Nội là 551 và thành phố Hồ Chí Minh là 546. Còn phương án trả góp Vios E CVT này thì ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu ở đây mình có tính là 128 triệu, Hà Nội là 154 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 148 triệu đồng là mang xe về nhà. Số tiền này đã bao gồm đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm thân vỏ rồi, có nghĩa là chúng ta sẽ không phát sinh bất cứ một chi phí nào với cái phương án trả góp Vios E CVT này các bạn nhé. Sang cái phiên bản thứ ba, đó là Vios G. Đây là phiên bản mà được rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta lựa chọn trong những cái thời gian vừa qua. Hầu như là khách hàng chúng ta mua thời gian vừa qua cũng chẳng ai đi đăng ký cả. Chúng ta đều nhận cái mức giá ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, giảm trực tiếp vào giá xe đến từ bên phía nhà máy. Ngoài ra nếu các bạn chờ thuế giảm 50% hỗ trợ đến từ bên phía nhà nước nữa, thì hoàn toàn chúng ta sẽ có những cái mức giá lăn bánh cực kỳ là hợp lý. Ở đây với bản G này thì hiện tại thời điểm này mình cập nhật thì bên phía đại lý của mình đang giảm trực tiếp là 37 triệu là giá xe nhá.
Còn ở ngoài ra chúng ta có những cái chương trình về quà tặng, ví dụ như là dàn kính cách nhiệt, chải sàn da và camera hành trình thì vẫn được giữ nguyên về cái chương trình về quà tặng phụ kiện như này. Thì ở đây nếu mà lăn bánh ở tỉnh, các bạn cần chuẩn bị sau khi áp dụng chương trình khuyến mại như vậy thì giá xe còn là 544, lăn bánh ở tỉnh là 576, lăn bánh ở tỉnh Hà Nội là 602 và ở thành phố Hồ Chí Minh là 596 quý anh chị các bạn ạ. Tỉnh là 576, Hà Nội là 602 và thành phố Hồ Chí Minh là 596 với chiếc xe Vios phiên bản G này. Thế còn phương án mà chúng ta muốn mua trả góp VSG này, ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu là 140 triệu, Hà Nội tối thiểu là 166 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 160 triệu là mang xe về nhà quý anh chị các bạn nhé. Tỉnh 140, Hà Nội 166 và thành phố Hồ Chí Minh là 160 các bạn ạ. Mình cũng muốn lưu ý một chút, đó là với VSG này thì ở đây mình đang có cập nhật là với những anh chị khách hàng ở mình vừa cập nhật ở trên là ở miền Bắc các bạn nhé. Còn với những anh chị khách hàng nào mà chúng ta ở miền Nam nhé, thì các bạn hãy lấy cái mức giá mình nêu ở trên trừ đi 20 triệu nhá. Mức giá những khách hàng ở miền Nam sẽ được giảm sâu hơn 20 triệu so với cái mức giá như này. Đó, chênh lệch giữa miền Bắc và miền Nam quý anh chị các bạn ạ. Ở phần trên mình các bạn hãy cứ lấy cái mức giá lăn bánh đấy các bạn, trừ đi 20 triệu là ra lăn bánh tại khu vực miền Nam. Và ngay bên dưới góc trái mình này này có cái số line của ở miền Bắc và ở miền Nam. Ở miền Nam các bạn ở miền Bắc thì hãy cứ liên hệ với ở miền Bắc, ở miền Nam thì hãy cứ liên hệ với ở miền Nam. Thực ra thì nếu các bạn ở miền Bắc mà chúng ta vào miền Nam mua xe thì là không được, tại vì là ở bên phía Toyota có chính sách phân vùng các bạn ạ. Ở miền Bắc và ở miền Nam thì chúng ta không thể là mua bán được, khách hàng không thể ra Bắc mua mà cũng không thể vào Nam mua được, vì có những cái chính sách phân vùng của bên TMV dành cho khách hàng mua về những cái dòng xe của bên Toyota các bạn ạ. Và ngoài ra thì đại lý sẽ có những cái chính sách linh động tùy từng thời điểm và chương trình khuyến mại sẽ còn linh động nữa, bằng cách ngay bên dưới góc trái màn hình này có cái số hotline này, các bạn hãy cứ liên hệ nếu các bạn có nhu cầu về lấy bất cứ một cái phiên bản nào về cái dòng xe Toyota Vios này các bạn nhé. Còn trong chương trình của tháng 12 thì các bạn hãy nhớ chú ý theo dõi cập nhật trên topcarvn khi mà bất cứ có những cái động thái nào trong chương trình khuyến mại của dòng xe Toyota Vios này trong cái dịp tháng 12 tới đây thì mình sẽ cập nhật ngay và luôn trên topcarvn để anh chị chúng ta có thể là nắm được và đưa được ra cái kế hoạch lựa chọn xe trong cái tháng nào, cái thời điểm nào là phù hợp nhất với mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.